Chào các bạn nhé. Rồi hiện tại thì bây giờ là 8 giờ. Nhưng mà em đã lấy thuốc sắp xong rồi các bạn ạ. Lúc nãy em lấy thuốc thì em không quay cho các bạn bởi vì toàn là những cái thuốc mà em đã giới thiệu với các bạn rồi. Nhưng mà sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những cái gì mà hôm nay em lấy được. Đây. Đây là cái gì? Các bạn nhớ đây là củ bách bộ các bạn nhé. Đấy, cây bách bộ ở ngay đây này. Đây, cái lá nó kìa. Nhưng mà chói mặt trời không ấy được. Em sẽ lấy cây củ bách bộ này về để em nấu cao nhá. Em sẽ đợt này thì chưa đủ đâu. Nấu cao cây bách bộ thì còn phải là cây han tía nữa. Rễ của cây han tía để chữa bệnh hen ở trong rừng nữa. Nếu mà có cây một lá thì thêm nữa thì càng tốt. Tuy nhiên là lấy cây một lá về nấu cao thì thật sự rất là khó các bạn ạ. Bởi vì cây một lá mang về ngâm rượu còn không có, nhưng mà nếu mà có cây một lá nữa này, em sẽ nấu một nồi cao là có, em sẽ cố gắng để lấy được một ít cây một lá này, lấy một ít cây một lá này với lại cây han tía này, hoa đủ đủ được này, và mật ong rừng này. Mật ong rừng thì xuống sau thôi, nói cho các bạn thôi, thì em sẽ nấu một nồi cao để chứa bệnh phổi liên quan đến đường hô hấp ấy, ho phổi. Thì lúc đấy đến bây giờ lại là mùa đông đến rồi thì ho với lại cái viêm họng, cái hô họng của chúng ta bị sẽ rất là nhiều, cho nên là nấu cao thì rất là dễ sử dụng. Ngoài ra thì em được đây, ngũ sa bì gai thì em cũng đã quay cho các bạn xem cây ngũ sa bì gai như nào rồi. Đây, đây này, ngũ sa bì gai này, đỏ chót này, rất là đẹp này. Và đây là hoa chuối rừng. Đây là không phải cái hoa chuối mà hôm qua em quay cho các bạn xem đâu, không phải cái hoa chuối để chữa bệnh đâu, mà cái hoa chuối này để ăn thôi. Em chỉ lấy được mấy quả đây, ở dưới kia có mấy quả, mấy cái hoa chuối rất là to, nhưng mà tại vì quãng đường nó dài quá thì em không tha được nhiều như thế. Em không tha được nên em không lấy, chỉ lấy mấy cái này về để làm nộm ăn thôi. Còn mục đích của em đứng ở đây là em quay em chia sẻ cho các bạn một cây thuốc để đắp cuộc sống này, đắp tê bì chân tay nhức mỏi, ngâm và rửa đây này. Đây các bạn biết cái gì chưa? Đây ạ. Đây nha các bạn nha. Đây. Đây ạ. Các bạn nhìn đây. Đây là cây lá lốt dại nha các bạn, hay gọi là cây lá lốt rừng ấy. Mà như các bạn biết, cây lá lốt thì ở nhà mình mang về chứa xương khớp thì rất là tốt rồi. Mang về đắp rồi. Cây lá lốt rừng này thì nó không hiếm gặp lắm các bạn ạ. Đây, ở đây em mới gặp một bái này thôi. Thì em sẽ cái này, nó sẽ leo lên cây như này. Em sẽ nhổ về. Nhổ về để phơi khô lên, để khi nào mà gửi thuốc để đắp cột sống hoặc đắp xương khớp cho các bác ấy thì em sẽ gửi cho các bác. Tại vì là cái cây này ít gặp lắm. Đây. Lá lốt rừng thì nó tương tự như cái lá lốt của mình luôn. Cái lá lốt của mình luôn. Cây nó lá nó như thế, tuy nhiên là nó không thơm. Lá lốt của mình thơm, còn lá lốt rừng thì không thơm các bạn nhé. Đây. Không phải là lúc nào cũng gặp đâu, thỉnh thoảng mới gặp, cho nên là em sẽ nhổ lấy. Nhổ về thì em cũng không mang về trồng đâu. Một số bạn sẽ nói với em là mang về để trồng, nhưng em không trồng đâu. Cái này không cần phải trồng bởi vì là đã gọi là lá lốt rừng rồi thì nó phải ở trong rừng thì mới gọi là lá lốt rừng chứ, đúng không? Nhưng mà cái này tuyệt đối các bạn không uống hoặc không ăn. Các bạn chỉ dùng để đắp thôi nhé. Kết hợp với cái thuốc khác để đắp. Cấy xương, bó xương, đặc biệt là cột sống. Có vấn đề về xương thì các bạn mang về các bạn à, các bạn đắp thôi. Đấy. Thế ạ. À. Lấy này. Đây. Thực ra mà em chả lấy nữa, em quên. Em cũng không lấy nữa. Để câu nào có thì em mới lấy, bởi vì cái này nó dùng tươi thôi, nó không dùng khô. Nó dùng tươi thì em không lấy nữa. Em nhổ được một ít là em không lấy nữa. Em biết là ở đây có là được, em sẽ không lấy nữa các bạn ạ. Em sẽ đi sang bên kia để xem còn có cây. Còn có cây. Cây gì lúc nãy em nói rồi, quên mất rồi. Cây bách bộ về để nấu cao. Còn thực ra thì lấy cây thuốc này cũng được, nhưng mà lấy về thì bây giờ mình chưa có khách hàng gần đấy thì mình không còn lấy, bởi vì là cây lá lốt này thì nó phải dùng tươi các bạn, dùng tươi. Nên giới thiệu cho các bạn thế thôi.
Lá lốt này thì lá lốt rừng này nó không thơm, nó không nó ở đây nó có khá nhiều đây, thành bãi của nó luôn đây này các bạn. Đây, cái lá lốt rừng này. Thành bãi của nó luôn. Nhưng mà tạm thời thì em không lấy. Để em xem. Hình như em thấy cây thuốc chữa bệnh trí. Em tiếc. Em thấy cây thuốc chữa bệnh trí nhưng mà rất tiếc là cây này là cây trắng các bạn ạ. Cây này. Đây là cây thuốc chữa bệnh trí các bạn nhé. Ở dưới nó có củ ấy. Ở dưới nó có củ. Ở dưới nó có củ nhá. Đây. Nhưng mà cây trắng này thì sẽ không lấy đâu. Không có, nó không có tác dụng đâu. À, em sẽ không lấy cây trắng đâu. Cây chữa bệnh trí này em sẽ không lấy cây trắng này, dâu dâu hùm này, dâu rồng này. Dâu rồng này cây trắng em cũng không lấy về để chữa bệnh được đâu. Cây dâu rồng này phải lấy là phải lấy cây nó tía. Cây củ của nó, cây củ của nó này. Nhớ ha, phải lấy cây tía. Cái này chữa bệnh đại tràng. Chữa bệnh đại tràng là rất là tốt, tuy nhiên là mình phải biết xử lý nó. Ơi, có rất là nhiều lá lốt rừng. Đây, đây này. Quanh vùng này đều có hết. Rất là nhiều lá lốt rừng nhưng em không lấy đâu các bạn ạ. Tại vì là còn phải đi ra ngoài kia để lấy bách bộ về. Hôm nay đi vào rừng thì đi vào rừng lấy những cây thuốc này về để nấu cao. Đây này, cây thuốc chữa bệnh trí này. Nhưng mà không phải cây đỏ chứ. Toàn cây ô. Toàn cây trắng hết, hình như một cây toàn cây trắng. Nó phải cây nó đỏ thì nó mới lấy được. Thì hôm nay đi tìm cây thuốc về để nấu cao thôi. Này, nắng lên rồi này. Chim kêu rồi. À, đây. Cây này này. Cây này là cây. Cây này là cái rễ của nó là sinh lý này. Lá của nó để đút uống này. Tốt, rất là tốt cho bệnh thận này. Nhưng mà bây giờ thì lười lấy rồi các bạn ạ. Bây giờ thì lười lấy cái này rồi. Bây giờ chỉ xác định là qua đây thì gặp cây này, cây bách bộ nào thì đào lấy thôi. Còn những cây này thì em lười lấy rồi. Thật sự không muốn lấy rồi. Cây hoàng tinh. Đây có một cây hoàng tinh. Bé. Này, cây hoàng tinh này. Bé không lấy. Ở đây có một cây to. Chim nó kêu này. Đấy. Nghe thấy chim kêu chưa? Đây. Đây mới có họ. Một cây hoàng tinh này. Cái này thì cái này to hơn này thì lấy này. Cái này bây giờ ôi ôi. Không nhổ được ấy. Các bạn ạ. À? Cái này cái hoàng tinh ấy nhá. Đây. Cái con chim mà kêu chi chi chẹt chẹt chi chi chẹt chẹt này to lắm nhá các bạn nhá. Em không quay hay có thể nào đâu, không quay được cho các bạn thôi. Đây này. Để em xem nào. Để em xem nào, ở chỗ nào em sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn không biết cái con chim này nó to lắm. To nó đẹp nữa. Để em xem có quay được không nhá. Em có tìm thấy nó ở đâu em quay cho các bạn xem. Để cây ở đây đấy ạ. Để cây hoàng tinh ở đây đã. À, ở đây có khá nhiều hoàng tinh này. Bên này có một cây nữa toàn cây đỏ này. Hoàng tinh nó thì hay, nó hay ở với lại hoàng tinh nó hay ở với lại cây sa nhân. Ô, con này kêu ở đâu nhỉ? Có chim, con chim đang kêu này, nó to và đẹp cực kỳ luôn các bạn ạ. Đấy. Con chim này nó đẹp cực kỳ luôn đấy. Em lại thấy một cây em lại thấy một cây bách bộ rồi các bạn ạ.
rậm quá, không thì sẽ quay cho các bạn xem cái con chim kêu chẹt 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 này, nó to lắm, nó đẹp lắm. À, em đặt cái này xuống thôi, em thấy một cây bách bộ, em lại lấy bách bộ đi. À, đây này các bạn ơi, cái củ này này, đấy, cái củ này này chữa mất ngủ rất là tốt như này. Củ gà ốc này, nhưng mà không phải củ bí phôi đó đâu, thì củ gà ốc rồi đó. Em cùng lấy nó nhé. Cái này mang về phơi lên để chữa bệnh mất ngủ và bệnh động kinh nhé các bạn nhé. Mất ngủ và bệnh động kinh. Nhiều khi vào rừng mà thấy nhiều thuốc quá thì tha về khó thôi các bạn ạ. Còn lúc thì không gặp mà lúc thì gặp thì tha về thì nó sẽ khó. Tha về nó không đơn giản. Đây, đây có một cây bách bộ đây các bạn. Bách bộ này. Lá nó kìa các bạn thấy chưa? Đây các bạn thấy cái lá nó đây. Đấy, đây, đấy là cây bách bộ kìa. Cây này thì chỉ nấu cao thôi. Đó, cây bách bộ kìa. Tí em sẽ đào nó. Cái này chỉ nấu cao thôi các bạn nhé. Kết hợp với một số cái thuốc này em bảo để chữa bệnh liên quan đến phổi. Bác nào bị khò khè, bị bệnh hen ấy thì dùng cái cao này nó cũng rất là tốt. Cái bài cao này thì ngày trước thì ông em cũng có nấu cao, nhưng mà ông em thì nấu không biết kết hợp đâu, ông chỉ nấu cây này thôi. Cái này với lại cây han tía rồi. Nhưng mà em sẽ kết hợp với những cây thuốc khác, ví dụ như là cây, nếu mà em tìm được cây một lá. Thực ra cây một lá em không tìm được. Em bảo họ lấy cho, nhưng mà một lá nó rất là đắt tiền. Một cân họ đã bán trăm mấy rồi, mà một cân một lá thì được bao nhiêu lắm. Mang về nấu cao nó rất là phí. Tuy nhiên là nó hiệu quả thì mình nấu cao thôi, mang về để mình sử dụng thôi, bởi vì là cái bệnh kia rất là nhiều người cần mà. Ôi con chim kia chặt chặt đi đâu, định nó bay vào gần thì để quay cho các bạn xem. Con chim này nó to lắm, nhưng mà đuôi nó cũng dài nữa, nhưng mà nó không vào gần đấy, không quay được. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Em lại phải lấy đây cũng có một cái hoàng tinh này. Cái củ nó sẽ ra tận đây nhé. Để tại vì em phải lấy cái xiêm em cậy lên thì mới được, không em nhổ không được đấy, cái hoàng tinh này. Các bạn đừng có nghĩ là lo là em sẽ lấy hết hoàng tinh, bởi vì nó ở bên này. Mỗi năm nó có những cái quả này nó rơi ra thì nó sẽ mọc đầy ra tiếp này. Mọc đầy ra tiếp nhá. Em sẽ lấy cây hoàng tinh này, sau đó là em sẽ xuống lấy cây bách bộ kia các bạn ạ.